Sau khi mà các bạn đã xếp được một hình vòng vòng tròn tâm lá như thế này rồi thì là các bạn đây, tất cả các cái đầu lá đều bằng nhau này các bạn này. Đó, xoay một vòng. Đều bằng nhau hết. Rồi, thì là các bạn sẽ dùng keo nến, súng bắn keo các bạn gắn trước để cố định. Dùng cái tay giữ điểm lá để làm sao nó không bị chạch khỏi cái đường tâm, cái đường trục mà chúng ta đã làm. Đó, các bạn cố định phần lá vào. Kéo đến để hình nó chết này. Đó, đầu lá, cuống lá và điểm giữa giao nhau của hai lá các bạn này. Để nó không bị xê dịch. Đó. Các bạn cứ xếp trước gắn sau thì cũng rất là dễ. Còn nếu mà vừa xếp vừa gắn thì nó mất nhiều công lắm. Nó lâu nữa. Làm sao các cái size nãy các bạn chia ra nó để đạt cái độ tương đối nhau nha. Làm cái đùi lá trước. Bạn bóc keo ra xong dùng cái đầu này, đầu của cái súng bắn keo các bạn biết. Thì cái lá bồ đề cái gân nó là gân thủng á, thì là nó dỡ keo gắn đến nó rết là dễ nó bám vào. Đó, nhớ gắn các cái điểm giao nhau của các lá. Đó, các bạn sao gắn cho nó chắc chắn rồi. Để các cái gân lá nó không bị xê dịch ra khỏi cái điểm cái đường chéo mà chúng ta đã làm. Những cái lá thủng hay rách thì các bạn nó không cần quan tâm đâu, vì chút xíu chúng ta sẽ còn trồng rất là nhiều cái lớp lá lên đây nên là nó sẽ không dễ bị nổ. Đó. Rất là chắc chắn luôn. Tại vì keo nến này nó nóng nó sẽ chảy ra nên các bạn phải có một cái tấm bìa hoặc là một cái tấm vải dạ để đây để mình để keo mới gạt nên keo nó bị rớt này. Đó, chúng ta tạm thời chúng ta tắt đi. Và chúng ta lại tiếp tục chúng ta xếp vòng 2. Vòng 2. Một là tại vì nếu mà các bạn mà đây là mình xếp ở cái tỷ lệ nó cũng vừa cân bằng rồi. Nếu mà các bạn muốn xếp cái vòng lá nó dày dặn lên thì nếu mà các bạn chia đường tròn các bạn phải chia thêm một cái đường này nữa. Đây là mình chưa chia, mình xếp nó ở cái mức bằng thôi. Cái lá nó cũng không dày quá, không mau quá. Một một là các bạn sẽ lại xếp theo cái đường gân này và thụt xuống theo cái điểm, thụt xuống tầm độ 6-7 phân đấy, tùy theo cái ý của các bạn. Làm sao để nó vẫn lộ ra được cái đường lá trước. Đó, các bạn lại đò thêm đầu lá thế này. Đó, xong rồi lại lại đi cái lá tiếp theo lại đúng cái đầu lá luôn, đúng cái đầu lá dưới lá này. Đó, còn như mình thì mình thích xếp mau thì đây là mình do mình chưa kẻ trước nên là bây giờ mình làm mình lại phải áng chừng. Mình lại căng cái con pa lên. Đó. Nếu mà các bạn đã kẻ cái đường sẵn rồi thì các bạn đã xếp và gắn luôn từ vừa nãy, nhưng mà đây là mình xếp vòng 2 thì cũng không có sao cả. Đó, các bạn đo con pa bằng cái đường đường gân lá của cái bước trước. À, của cái vòng trước đó nó bằng nhau thế này. Đó, cái này thì hơi dài này. Thì các bạn cũng đo như vậy làm sao các bạn tự chia cái tỷ lệ để hai bên này nó bằng nhau một chút. Đó, mình sẽ xếp vòng 2. Đó, các bạn cũng dễ làm thôi. Đó, các bạn lại đo bút chì thế này, cái gần đá làm sao cố gắng đặt nó vào giữa này. Đó, hết vòng 2 này các bạn lại bắt đầu xoay compa. Làm sao để gần lá nó được vào cái phần chính giữa, giữa giao điểm ra cái lá. Nếu mà các bạn kẻ mực ngay từ đầu thì là nó sẽ cân đối hơn và nó sẽ đẹp hơn. Đó. Đấy, khi mà xếp đến hết gần hết một vòng thì đến cái lá cuối cùng này bạn này, các bạn chú ý này.
cái lá cuối cùng, tại vì cái lá sau đè lên lá trước thì cái lá cuối cùng nó sẽ đè lên cái đĩa lá xuất phát này, thì các bạn lại phải một tay giữ một tay nâng lên đó, rồi các bạn giữ cái lá này, các bạn giữ khéo này, các bạn nhân cái lá này, lá mà mình xuất phát từ điểm đầu tiên mình thả ra, cố gắng để đừng có để xê dịch lá đó. Thế là cứ lá sau đè lên lá trước, không có điểm xuất phát và không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc, nó như là một cái vòng luân chuyển của nhà Phật ấy. Đó, sau khi mà các bạn xếp xong vòng thứ hai như vậy rồi, các bạn lại tiếp tục bắn theo lên, các bạn giữ tay vào đây, bóp vào cái gần đuôi lá trước xong đến cái điểm giao nhau cả hai lá đó. Các bạn có thể dùng compa hoặc có thể dùng cái sợi dây cắm vào cái đinh này, dùng sợi dây căng ra và buộc nút đo hoặc là đánh dấu vào cái đầu dây đo xung quanh này thì cũng rất là dễ làm. Nhưng mình thì mình quen làm với compa rồi. Đó, làm sao các bạn đừng để cái lá nó bị xê dịch. Nếu mà các bạn làm nhiều, các bạn có thể dùng cái thước kẻ các bạn đè lên đây luôn. Mình làm quen tay thì mình không cần như vậy. Cố gắng gắn làm sao cho nó chắc chắn cái lá nó vào lề và nó không bị xê dịch cái điểm của lá. Sau khi mà các bạn đã dùng kéo nến đi hết một vòng thứ hai xong thì chúng ta đã được một cái vòng lá khá là dày dặn. Đó, chỉ nên dày thế này thôi, dày nữa là không lây thì nó xấu lắm. Đó, xong đến tiếp theo chúng ta sẽ đi vòng lá thứ ba. Vòng lá thứ ba, làm sao các bạn thụt xuống tầm độ 6-7 phân. Làm sao để nó không bị ấy quá. Đây các bạn nhìn này, mình sẽ thụt xuống tầm này. Luôn nhớ là cái gân lá nó sẽ thẳng cái trục này. Dùng compa để căn cái đầu lá cho nó được bằng nhau. Đó, mình sẽ thụt cái đầu lá của mình xuống tầm này thôi. Con này chắc là được tầm 7 phân đấy. Đó. Đó. Rồi các bạn tiếp tục xếp. Đây, bây giờ đến vòng thứ hai các bạn có thể là xếp luôn lên cả những cái gân lá này, coi như là các bạn lấy tâm điểm là những cái vòng lá đi trước. À, vòng lá này các bạn xếp dày này thì là cái cánh hoa nó sẽ rất là nở. Đó, cái lá này hơi cong này. Đó, các bạn cứ xếp được một đoạn thì các bạn gắn luôn vì cái vòng này nó khá là dày. Đó, làm sao thẳng cái trục này này. Các bạn thấy không? Cái này các bạn mới tạo ra được một cái bức tranh lá Bồ Đề có cái đường tròn hoàn hảo được. Đó, những cái lá này các bạn cố gắng xếp bằng nhau nha. Mặc kệ cho cái chân lá này nó ngắn dài thế nào cứ kệ nó các bạn ạ. Chủ yếu là cái đầu lá này là các bạn phải cân đối cho nó bằng nhau, cái gân lá bằng nhau, cái đầu lá cũng bằng nhau, lá nọ lá kia. Đó, các bạn làm sao cứ kè đúng gần đúng cái đường tâm là được. Đó, các cái lá dính lên nhau là nó dễ bị xô lệch. Nên là các bạn xếp tầm độ 6-7 lá, các bạn lại dùng kéo nến gắn một lần. Nó quan trọng là cái đầu thôi, còn những cái này các bạn không quan tâm. Không cần quan tâm. Không, các bạn dùng cái tay ấn nhẹ xuống, làm sao nhìn lại một vòng chốt, kiểm tra lại lần nữa xem có lá nào xô dịch thì các bạn lại chỉnh. Sau các bạn sẽ bắt đầu gắn đuôi lá này. Thì các bạn cố biết cái keo nến để nó ăn sâu xuống những cái lá dưới. Đây các bạn nhìn này, em quay gì cả. Đó, cái kéo nến nó sẽ xuyên qua những cái gân lá, vì cái gân lá này nó thủng mà thì nó sẽ bám nhau được. Đó, cứ xếp được tầm độ 6-7 lá các bạn này phải gắn một lần rồi, vì cái vòng này nó rất là dày. Đó, đi một vòng giao nhau nữa. Cái việc này nó sẽ tránh cái xô dịch lá. Tránh xô dịch lá. Và khi mà có cái đường kéo nến này thì chút xíu các bạn xếp cái lá ở đây nó sẽ được tơi lên đấy các bạn. Đấy, nó sẽ nở lên này này. Đó. Nó rất là đẹp. Làm sao kéo nến các bạn hơi hơi ấn xuống để cái kéo nến nó ngấm xuyên vào cái lớp lá này.
Đó. Đó, khi các bạn đến cái lá cuối cùng như thế này thì là kết thúc một vòng, thì các bạn phải giữ cái những cái lá này, bắt đầu từ cái lá này mình chưa 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 gắn keo này, các bạn phải giữ chặt để cố định cái đường tâm của nó này. Còn cái lá này là điểm xuất phát, mình đã gắn keo nến rồi thì các bạn phải nhẹ nhàng lách lên, các bạn đặt xuống thế này. À, còn một lá nữa đây, còn một lá này nữa. Các bạn làm hàng kỹ, các bạn phải dùng compa nha cho nó chuẩn. Đó, các bạn giữ lá thế này nên nên là khi mà cái lá đầu tiên các bạn gắn keo nến, các bạn đừng có gắn qua, các bạn chỉ nên gắn cái phần đuôi lá này một chút thôi để khi mà chúng ta đặt lên nó không bị rách. Đó, đây các bạn nhìn này. Đó, và đặt xuống. Ô thì vẫn Vẫn còn thiếu một một lá. lá nữa. Lá này phải ngọn hết rồi. Đây. Đó, các bạn đặt lên, đặt xuống. Đó, thế là chúng ta đã xong rồi. Vâng, và tiếp tục các bạn hãy gắn keo lên. Trước khi gắn keo lên, các bạn nhớ kiểm tra lại một lần nữa xem các cái gân lá nó đã bằng nhau chưa nha. Đó, khi mà đã bằng nhau rồi các bạn cứ mạnh dạn, tự tin gắn đây. Đó, gắn chườm lên tầm độ 3-4 cm và cố gắng ấn keo là nó dàn đều keo xuống các lá ở bên dưới. Đó, các bạn cố gắng phải giữ thật chặt để nó không làm xê dịch, thì khi mà keo nếm mà nó chết rồi thì chúng ta sẽ không chừa ra. Đó, cái lá này các bạn có thể lách keo vào trong này và ấn xuống. Đó thì rất là dễ.